Xin chào các bạn. Năm 2017 này có vẻ như là một năm đại hạn với gã khổng lồ bán dẫn di động Qualcomm, khi mà chỉ trong một thời gian ngắn thì họ đã không thể giữ được bình tĩnh trước hai đối tác và cũng là hai đối thủ tiềm năng là Apple và Samsung. Với vị thế của Qualcomm trên thị trường, cung ứng linh kiện di động đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết, khi mà chính công ty Mỹ này đang lâm vào thế gọng kìm. Một là từ hậu quả của những leo thang kiện cáo liên quan đến Apple, và bên kia là sự bóp nghẹt về lợi thế độc quyền trên dây chuyền sản xuất chip di động của Samsung. Khi mà nhìn vào bức tranh chung của làng di động trong năm nay thì hầu hết chúng ta đều chỉ nhìn thấy màu hồng. Điều này thì cũng đúng thôi, tại vì khi mà chưa có năm nào kể từ đầu thập kỷ cho đến năm nay thì làng điện thoại di động thông minh lại cho thấy sự lột xác đầy mạnh mẽ như trong năm nay. Không còn là những cái thiết kế công nghiệp với hình chữ nhật bốn góc bo tròn đầy nhàm chán như những năm trước nữa, mà là một cái làn gió mới mang tên thiết kế tràn viền, cùng với tiềm năng từ những con chip xử lý flash chip lần đầu tiên chạm đến ngưỡng của máy tính cơ bản, giúp mở ra tiềm năng ứng dụng vào đời sống của những chiếc điện thoại trở nên rộng mở hơn bao giờ hết. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng, còn phần chìm chính là những nỗi lo lắng của những nhà cung ứng linh kiện di động, khi mà số phận của họ đã quá dễ bị định đoạt bởi những cái tên tuổi có tiếng nói nhất trong thế giới di động. Imagination Inc. là một nhà sản xuất chip đồ họa di động đã ngay lập tức bị phá sản về tay của người Trung Quốc sau khi mà bị Apple bỏ rơi. Rồi sau đó là Synaptics, nhà sản xuất cảm biến vân tay cho di động lớn hàng đầu thế giới hiện nay, thì cũng đang lâm vào một cái hoàn cảnh tương tự khi mà Apple công bố Face ID sẽ thay thế Touch ID. Và mới nhất chính là Qualcomm, khi mà chứng kiến lợi nhuận biên sụt giảm nghiêm trọng sau khi Apple cho biết là sẽ sử dụng con chip mạng của Intel trên các dòng iPhone mới sau này. Nói về trường hợp của Qualcomm thì như TechMag đã đề cập trong một video cách đây không lâu, thì nếu như mà xét qua hồ sơ mà công ty này đệ trình lên tòa án thì nhiều người sẽ nhanh chóng kết luận rằng họ đang bị Apple cố tình làm khó. Cụ thể là vào một ngày đẹp trời cuối tháng 1 năm 2017, thì Apple đã đệ đơn kiện Qualcomm đòi bồi thường 1 tỷ USD. Số tiền này được cho là khoản tiền mà Qualcomm phải trả lại Apple để đổi lấy một số thỏa thuận độc quyền mà trước đây hai công ty đã từng ký kết với nhau, để Apple có thể sử dụng duy nhất con chip modem mạng của Qualcomm trên các thiết bị di động của công ty, mà cụ thể đó là điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad. Mọi chuyện thì sẽ chẳng có gì đáng nói khi mà trong thời gian trở lại đây thì Apple bất ngờ tỏ rõ thái độ chống đối ra mặt với Qualcomm khi mà bắt tay hợp tác với một số cơ quan, Ủy ban Thương mại Mỹ và Hàn Quốc trong vụ điều tra chống độc quyền nhằm thẳng vào hãng chip di động này. Về phần mình thì Qualcomm lúc đó cũng có động thái trả đũa bằng cách là không chịu thanh toán cho Apple khoản tiền định kỳ như đã đề cập, và kết quả là bị Apple lôi ra tòa như đã nói. Và dĩ nhiên thì Qualcomm cũng có động thái kháng cáo, và trong đơn đệ trình của mình thì Qualcomm còn moi thêm tội là Apple bằng cách làm cố tình làm giảm hiệu năng của con chip dữ liệu của họ để trở nên ngang bằng với con chip dữ liệu của Intel vốn có tốc độ thấp hơn rất là nhiều, để đem đến trải nghiệm đồng nhất trên tất cả các phiên bản iPhone sẽ là khá là khập khiễng khi mà so sánh, bởi vì thực sự con chip dữ liệu mạng di động của Qualcomm vẫn thực sự có tiếng nói trong thế giới di động, khi mà không phải riêng Apple mà rất là nhiều nhà sản xuất di động khác cũng đang cầu cạnh họ trang bị modem LTE X-Series cho các flagship cao cấp của mình. Samsung hay Sony hay HTC thì là những cái ví dụ điển hình nhất. Nhưng mà khi xét về số lượng máy bán ra thì Apple vẫn chiếm đa số. Một số thống kê rõ ràng nhất đó là không cần đợi đến iPhone 10 thì thế hệ iPhone 8, 8 Plus vốn bị nghi ngờ là bước vào vết xe đổ của iPhone 5C đi trước, lại bất ngờ vươn lên là dòng smartphone cao cấp bán chạy nhất thế giới trong một thời gian tương đối lâu, đã cho thấy là tầm ảnh hưởng của thương hiệu Apple trên thế giới di động đáng sợ đến mức nào. Những báo cáo về lợi nhuận Qualcomm bị sụt giảm gần như hoàn toàn sau những tranh chấp liên quan tới Apple và những cáo buộc độc quyền của họ đã gián tiếp chứng minh điều đó. Tuy nhiên thì một vấn đề rất là lớn mà Qualcomm đang phải đối mặt đó là không chỉ trên lãnh địa với một cái tư cách là nhà cung ứng linh kiện cho Apple, mà trên cả sân nhà của họ, nơi Qualcomm định hình với những con chip flagship được sử dụng gần như là tuyệt đối trong thế giới Android, cũng đang bị một OEM khác thực hiện đúng đường lối của họ để chèn ép chính họ, đó là Samsung. Có thể thấy một điều rằng là Qualcomm từng vận dụng vị thế đứng đầu về bằng sáng chế không dây để kiếm tiền từ chính các đối tác của mình như thế nào. Và trong năm 2017 này thì họ cũng bị Samsung thực hiện chiến lược độc quyền tương tự để chèn ép lại chính họ. Và bài học rõ ràng nhất đó là con chip Snapdragon 835. Thực chất thì Samsung cũng đã có một cái lối chính sách để đối chọi lại với con chip Snapdragon 835, đó chính là dòng chip Exynos 8890 độc quyền cho flagship Galaxy S Note trong năm nay của họ.
Nhưng mà vấn đề là ở chỗ Samsung đã tìm thấy cơ hội thực sự tuyệt vời để bóp nghẹt tất cả những cái đối thủ trên lãnh địa Android của họ bằng cách là độc quyền và đưa ra những thông báo mô tả khó khăn trong việc sản xuất con chip Snapdragon 835. Lý do chính dẫn đến sự độc quyền của Samsung nằm ở việc đối thủ chính của họ đó là TSMC vẫn đang bận bịu với đơn hàng của Apple và với những con chip A10 Fusion và A11 Bionic. Còn Samsung thì có lợi thế rất là lớn về dây chuyền sản xuất chip 10 nanomet, nên là Qualcomm vốn có nhược điểm là không sở hữu bất kỳ một cái FAP xưởng gia công chip bán dẫn nào, đã phải nhờ cậy hoàn toàn vào Samsung. Trong 2 năm trời liên tiếp thì có thể thấy năm 2018 tới sẽ là năm thứ 3 mà Qualcomm phải cắn răng chịu đựng sự độc quyền của Samsung. Con chip Snapdragon 845 sắp tới bị trì trệ ở kiến trúc 10 nanomet cũng phần lớn là do chính Samsung, khi mà con chip flagship trong năm nay của họ là Exynos 8910 dự kiến là sẽ có mặt trên Galaxy S9 và Note 9 cũng chỉ được sản xuất trên dây chuyền này. Do đó có thể thấy là việc quá phụ thuộc vào một nhà cung ứng duy nhất mà ở đây chính là Samsung thì đang gây hại cho Qualcomm đến chừng nào. Khi mà các OEM khác đang rất là nóng lòng ứng dụng con chip mới của họ như là Nokia, Sony, LG thì không có cách nào khác là phải chờ đợi đến thời điểm sau khi những chiếc Galaxy S9 ra mắt thì mới có thể được Samsung chia lô để mà phân phối. Do đó thì rõ ràng là Qualcomm đang rất là cần đến một cái chiến lược hiệu quả để thoát ly hoàn toàn khỏi các ông lớn trên ngay lúc này. Nếu như là với Apple thì Qualcomm đã tìm ra được một số đồng minh có vẻ rất là đáng tin cậy là Google và Microsoft, khi mà những ông lớn này đã ra mặt can thiệp vào thương vụ Broadcom và Qualcomm để giúp đỡ công ty này ở hậu phương. Thì trên mặt trận chip xử lý di động thì đang nhận thấy là năm 2018 này thì chính là năm cuối cùng mà Qualcomm phải nhờ cậy đến Samsung sản xuất con chip di động flagship của mình. Và trong năm 2019 tới thì Qualcomm đang có kế hoạch hợp tác với TSMC để sản xuất con chip Snapdragon 855, được cho là con chip dành cho flagship trong năm 2019. Được biết TSMC thì đang có rất là nhiều lợi thế đối với Samsung nhờ việc nhà sản xuất Đài Loan đang xây dựng cơ sở hạ tầng để đưa tiến trình chip xử lý di động xuống 7 nanomet, tức là tiên tiến hơn nhiều so với tiến trình 10 nanomet V2 của Samsung ở thời điểm hiện tại. Đó rõ ràng là một thông tin đáng khích lệ cho Qualcomm khi mà thoát ly khỏi sự ràng buộc mang đến lợi ích một chiều quá nhiều như là Samsung và mở ra một cái cơ hội cạnh tranh sòng phẳng hơn nhiều cho những mẫu như là Sony Xperia XZ, Nokia Series 9 hay là HTC U-Series đối chọi với những chiếc Galaxy S Note trong năm tiếp theo. Và cuối cùng là một cơ hội cực lớn đang mở ra cho Qualcomm chính là việc hợp tác với những cái nhà sản xuất Trung Quốc. Trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc gần đây thì Qualcomm đã ghi điểm cực lớn tại xứ sở gấu trúc khi mà ký kết được hợp đồng nhiều tỷ USD với một loạt nhà sản xuất di động tại Trung Quốc về việc cấp quyền nghiên cứu công nghệ nhận dạng khuôn mặt 3D tương tự như là Face ID của Apple. Do đó thì Qualcomm đang thật sự có được một cái món hời lớn từ chính những thành quả sáng chế của họ mà không cần phải nhờ cậy đến một bên sản xuất linh kiện thứ ba làm gì nữa. Như vậy là khi khép lại một năm 2017 thì có thể thấy là Qualcomm đang đứng trước rất là nhiều thách thức khi mà họ cần phải cân nhắc thật là kỹ để thoát ly khỏi những cái đối tác từng mang đến cho mình nhiều lợi nhuận nhất như là Samsung hay là Apple. Nhưng mà cơ hội cho Qualcomm thì vẫn còn đó. Với những cái lợi thế về sáng tạo cùng với sự hiện diện quá lâu trên bản đồ di động, sẽ không dễ để Qualcomm có thể bị đánh bại như là những Imagination hay là Synaptic đang gặp phải như là hiện tại. Hay nói đúng hơn là cơ hội để Qualcomm mở ra một cái chương phát triển mới hùng mạnh hơn cho chính bản thân mình đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì đây chỉ là ý kiến của TechMark mà thôi. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này thì hãy cho TechMark biết bằng cách là để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.